các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương. Thì buổi sáng ngày hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2019 thì tiếp tục một cái mẫu xe số tự động đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, một cái mẫu xe nhập khẩu Kia Cerato sản xuất năm 2010 và đăng ký lần đầu năm 2011. Với cái bản số tự động, bản đủ cửa lóc và cái mẫu xe này sẽ được bên em bán với giá vô cùng hợp lý, giá rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Thì tất cả những cái gì nó cũng đều có lý do của nó cả. Thì cái mẫu xe Kia Cerato này là một cái mẫu xe có một tí lỗi và sẽ rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Và sau đây em sẽ cho quý vị các bạn nhìn tổng thành và chỉ cái lỗi của con xe này để nó dẫn đến rẻ hơn thị trường khoảng tầm mấy chục triệu ở cái mẫu xe Kia Cerato này. Vâng, xin mời quý vị các bạn. Vâng, một cái mẫu xe Kia Cerato nhập khẩu của Hàn Quốc. Và cái mẫu xe này với cái bản 1.6 và sản xuất năm 2010 và đăng ký lần đầu năm 2011. Đây, một cái mẫu xe nhập khẩu bản đủ cửa lóc. Thì cái mẫu xe này sẽ được bên em bán giá chỉ có 330 triệu đồng bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc đối với cái mẫu xe Kia Cerato này. Thì cái mẫu xe này nó có một tí lỗi, vì vậy là nó sẽ rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Đấy, tí nữa thì em sẽ chỉ lỗi cho quý vị các bạn luôn. Thì bên em thì tình trạng xe và cái chất lượng xe thì bán sẽ công bố công khai lên cho quý vị các bạn. Mặc dù có thể là bỏ ra 300 triệu mua một con xe nó có một tí lỗi nhưng mà nó rẻ hơn thị trường khoảng 4-50 triệu thì các bạn có thể chấp nhận được. Bởi vì bây giờ đi trên đường thì không thể tránh khỏi va quyệt trước xác được, không thể tránh được. Đấy, tí nữa thì em sẽ quay tổng thành lỗi cho quý vị các bạn luôn. Bởi vì bên em bán xe có như nào em sẽ nói thế luôn, cũng chả phải giấu giếm gì cả. Đấy, bạn nào có thể là chấp nhận được với cái tình kinh tế, chấp nhận được muốn một con xe cái tầm tiền như vậy mà cái chất lượng xe thì nó đúng với cái giá trị tiền thôi, nên là tiền nào của đấy, nên các bạn yên tâm là không sợ mua đắt hay mua rẻ gì cả. Đấy, đối với cái bản Kia Cerato sản xuất năm 2010 này thì giá thị trường nó khoảng tầm 380 triệu đồng. Đấy, khoảng tầm 380 triệu đồng xe dịch tầm đó. Thì cái mẫu xe này sẽ có giá 330 triệu đồng bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc đối với cái mẫu xe Kia Cerato này. Đấy, một cái mẫu xe rất đẹp và nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc luôn. Số tự động, cửa lóc và bản 1.6 rất tiết kiệm nhiên liệu. Thì về tổng thành xe, trước mắt là về tổng thành xe thì sơn chi sạch sẽ và lốp nắp dày. Đấy, lốp nắp còn rất là đẹp, nó còn khoảng tầm 80% lốp nắp. Về sơn chi tổng thành thì các bạn không phải làm cái gì ở cái mẫu xe này cả. Tất cả về sơn chi khẳng định là không phải làm cái mẫu xe này, về mua chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Đấy, chỉ việc đổ xăng là chạy. Nên vì vậy em trước mắt em quay cái form dáng tổng thể cho quý vị các bạn trước đã. Tổng thể quý vị các bạn đây, một cái mẫu xe, con mẫu xe này thì hồ sơ đã cầm tay rồi nhá, hồ sơ cầm tay rồi, mua quý vị các bạn mua chỉ cần đăng ký trong buổi sáng là có thể có biển mới rồi. Một cái mẫu xe form dáng rất là đẹp luôn, được lắp thêm trang bị đèn bi rất đầy đủ hết rồi, nên là đi trời tối rất là sáng luôn. Và form dáng cái dòng Cerato này phải nói form dáng nó rất là đẹp. Đấy, các bạn mua về cái bản 1.6 hay mua về có thể là chạy dịch vụ, chạy xe hoa được. Đấy, tổng thành xe. Về cái phần sơn si thì không phải làm gì nhá, sơn si thì không phải làm gì nữa cả, sơn si hoàn toàn không có xước sát gì. Đây có tổng thành xe, phần nội thất của xe thì có 330 triệu thôi, bao hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc đối với mẫu xe Kia Cerato này nhé các bạn nhé. Đấy, ghế thì hoàn toàn đẹp, nội thất thì dòng này, nội thất xe rất đẹp rồi. Đây, bản số tự động cửa lóc này các bạn nhé, bản này bản 1.6 nên là rất tiết kiệm nhiên liệu thôi. Số tự động cửa lóc đầy đủ hết, hai bóng khí. Đây, cửa lóc đầy đủ này, thế mới, nội thất đẹp hoàn toàn là về không phải làm gì cả, kể cả bố trí dòng Kia Cerato rất là đẹp luôn. Đấy, 2010 mà nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động cửa lóc chỉ có 330 triệu rất là rẻ luôn. Đấy, đây là về cái phần nội thất của xe thì không phải bàn với cái dòng xe này rồi, rất là chất lượng luôn nhé. Đấy, đây, em cho quay cho quý vị ca nhìn tổng thành luôn, bao quát tổng thành hết, nội thất thì đẹp, sơn chi đẹp, không phải làm gì. Đấy, đối với cái bản Cerato này, đây là cái bản 1.6 số tự động này, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, cửa lóc đầy đủ hết nhá. Tắp đi tắp tiếp tất cả đều dòng đẹp hết này. Đấy, quay tổng thành. Bây giờ em sẽ cho các bạn xem lỗi của xe để cho các bạn đánh giá. Bởi vì thấy các em con xe nó có lỗi thì có giá hợp lý hơn các dòng xe khác. Còn nó không thông thường nó sẽ 370, 380 triệu. Con xe này đây, nó bị va vào chỗ này. Đấy, đây là bị va vào chỗ này. Đấy, bị va vào chỗ này và chỗ này đã
người ta đã làm lại rồi đấy, phải nói người ta đã làm bảo hiểm lại rồi chứ không phải là xe cái mẫu xe nguyên bản. Con này xe có lỗi chứ không phải là mẫu xe nguyên bản, bị va quệt vào thẳng ở chỗ này luôn đấy, bị đâm vào thẳng ở chỗ này, gọi là đâm ra là bị xe khác va vào chỗ này đấy. Nhưng mà chủ xe đã làm bảo hiểm lại rồi, rất là đẹp rồi, sơn chi rất đẹp rồi đấy, nó không còn vết gì nữa cả đấy, các bạn nhìn đây, đấy là lỗi của con xe, không phải xe không đâm va gì, đây là nó đâm va vào chỗ này luôn nhá, nói luôn là xe này nó đâm vào chỗ này, nhưng mà chủ xe đã làm lại đẹp rồi đấy, có một tí lỗi thôi mà có thể các bạn đã giả rẻ được 40-50 triệu. Đây là đúng là trung tâm, là lỗi đúng ở chỗ tay gương này luôn này đấy, đâm thẳng vào chỗ cánh cửa luôn đấy, thế là rẻ được 40-50 triệu con xe. Người ta làm lại đẹp rồi, con xe thì không thể tránh khỏi va quệt được đấy, người ta đã va quệt một chút ở chỗ này thì chủ xe đã làm lại bằng bảo hiểm, làm lại bảo hiểm và rẻ được rất là nhiều so với thị trường rồi. Nên là quý vị các bạn đấy, xe này em tả lỗi cho quý vị các bạn luôn thì nó cũng không có vết gì cả. Đây là mở tất cả như chi tiết các bạn này, chi tiết thì chủ xe đã làm lại gọn gàng rồi đấy, gần như là không còn vết nữa đấy, đã làm lại bảo hiểm gọn gàng gần như là không còn vết nữa rồi, mà rẻ hơn thị trường khoảng tầm 40-50 triệu thì có thể chấp nhận được các bạn ấy, có thể chấp nhận được đấy. Nên là các bạn yên tâm, đấy là giá thì giá nó rẻ hơn thị trường rất là nhiều rồi, rẻ hơn khoảng 40-50 triệu so thị trường đấy. Để mua một cái mẫu xe như này thì rẻ hơn mà nó có va chạm một tí đấy, phải nó có va chạm một tí để chấp nhận được các bạn nhé. Đây, xong cho các bạn xem luôn cái phần khoang máy của xe đấy. Đây các bạn nhìn thấy cái dòng xe này 1.6 đi, khoang máy của nó rất là gọn gàng luôn. Đấy, khoang máy của rất gọn gàng, sạch sẽ, khô ráo, giá thành rất hợp lý luôn. Máy nổ thì êm ru, để em nổ máy cho các bạn xem luôn nhé. Đấy, để em vào lấy cho nổ máy cho các bạn xem luôn. Cái dòng này dòng bản full là đề, bản đủ nhé, đề nổ start top nhé. Đây là cái chìa khóa chỉ cần cắm ở đây này các bạn này. Đấy, đây chìa khóa chỉ cần cắm ở đây. Đấy, đây. Và ấn nút đề thôi. Đấy, ra nút đề. Và sau em cho các bạn xem luôn cái phần máy nhé. Máy đang nổ đây các bạn nhé. Máy cái dòng này 1.6 thì nó nổ rất là im các bạn ạ. Máy 1.6 nó nổ rất là im thôi, nó không phải như dòng 2.0 hay 2.5. Máy dòng này nó tương đối tiết kiệm nhiên liệu nhé. Máy dòng này nó ăn chỉ khoảng tầm 7 lít, hơn 7 lít, nhiều đến 8 lít trên 100 cây thôi. Đấy, số tự động. Các bạn mua có hoàn toàn có thể mua về chạy dịch vụ được. Đấy, mua hoàn toàn mua về có thể chạy dịch vụ được ở cái mẫu xe Kia Cerato này. Máy móc thì nổ êm. Đấy, tổng thành xe em sẽ quay lại cho quý vị các bạn một lần nữa nhé. Mọi chi tiết của xe đối với mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2010 và đăng ký lần đầu năm 2011 và giá là 330 triệu đồng bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc đối với mẫu xe này. Đấy, tổng thành xe thì sẽ quay cho quý vị các bạn một lần nữa đây. Xe rất đều xe và đẹp xe thì không phải bàn về cái chất chạy. Đấy, máy gầm một cái đại chất. Máy gầm đại chất luôn nhé. Tổng thành xe đây, sơn xi sạch sẽ hoàn toàn là không phải làm gì nữa cả. Đấy. Đấy. Cửa giả đóng vẫn êm xịt luôn, bao nhiêu các bạn nhé, cửa giả đóng vẫn êm luôn, có va quyệt tí nhẹ không cháy nhược, mà giá rẻ hơn 40-50 triệu rồi có thể các bạn mua được. Nó chủ xe người ta đã phải chịu lỗi rất là nhiều so với khoản đấy rồi. Đấy, tổng thành mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2010 đấy, giá 330 triệu đồng bao hồ sơ và vận chuyển. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ sớm em qua số điện thoại là 0888907666 hoặc đến tại cửa hàng em đường 388 Long Xuyên Kinh Môn để xem cái mẫu xe này. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác.